Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nhận hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam tổng kết cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn cao áp. Bắc Ninh tổng kiểm tra phòng chống cháy nổ tại các chung cư cao tầng. Tình trạng mất cắp tại nơi thờ tự ở Thái Bình. Nông dân xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chương trình. Hướng tới thành phố du lịch văn minh hiện đại, thành phố Ninh Bình đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng 3 xã Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc thành phường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và cải tạo môi trường đô thị. Một nhiệm vụ trọng tâm hiện nay đó là đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng của 3 xã, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nhỏ hẹp, hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng. Hưởng ứng chủ trương của tỉnh và thành phố, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, ngày công, đóng góp tiền để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, lắp đặt đèn cao áp chiếu sáng, xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn. Diện mạo một đô thị văn minh ở 3 xã đang từng bước được hình thành. Cùng với việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, thành phố Ninh Bình cũng đang tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Trong đó chú trọng việc khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, thành phố Ninh Bình sẽ hoàn thành việc xây dựng 3 xã, thành phường theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Cán bộ và nhân dân xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vừa được tiếp nhận tiền và vật liệu hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong dịp này, công ty cổ phần xi măng Thành Thắng đã bàn giao số tiền 2,2 tỷ đồng, 100 tấn xi măng và 160.000 viên gạch hỗ trợ xã Thanh Nghị xây dựng 6 phòng học của trường mầm non xã. Năm 2018, xã Thanh Nghị là một trong 3 xã cuối cùng của huyện Thanh Liêm đăng ký về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, xã mới có 16 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn. Các tiêu chí còn lại bao gồm cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường chưa đạt. Đây đều là các tiêu chí khó và cần nhiều vốn đầu tư xây dựng và nhiều thời gian để thực hiện. Với sự đồng hành chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp sẽ góp phần cùng nhân dân địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu ngày càng lớn về việc đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định luôn chú trọng phát huy thế mạnh để phát triển đa dạng kinh tế dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Để tạo nguồn thu cho ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân xã Yên Ninh đã có nhiều cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển các ngành nghề, nhất là nghề mộc truyền thống. Ủy ban nhân dân xã luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao công nghệ sản xuất và di chuyển cơ sở sản xuất vào các cụm công nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất và thuận lợi hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, xã Yên Ninh đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để xây dựng mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu lưu thông của các phương tiện cơ giới ra vào địa phương, vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hộ làm nghề phát triển sản xuất kinh doanh. Với việc quan tâm chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển và quản lý nguồn thu, 3 tháng đầu năm 2018, tổng nguồn thu của xã Yên Ninh đạt gần 1 tỷ đồng, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chi thường xuyên của xã, đồng thời là cơ sở để xã tiếp tục có nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thời điểm này, hoa nhãn đang nở rộ, tạo điều kiện cho nhiều hộ nuôi ong ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vào mùa thu hoạch mật ong hoa nhãn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm nay, thời tiết nắng ấm, thuận lợi, nên hơn 400 hectare nhãn của huyện đều đạt tỷ lệ đậu hoa cao, sản lượng mật cũng tăng gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái. Toàn huyện có trên 70 hộ nuôi ong tập trung chủ yếu ở những xã có diện tích trồng nhãn lớn như Thiện Viễn 15 hộ, Thủ Sĩ 12 hộ. Nhiều thợ ong mang ong từ các tỉnh khác như Kon Tum, Đắk Lắk về đặt thùng lấy mật hoa nhãn. Vụ thu hoạch mật ong hoa nhãn kéo dài từ 20 ngày đến 1 tháng, cứ 2 đến 4 ngày các hộ nuôi lại tiến hành quay mật một lần. Cả vụ thu hoạch từ 7 đến 10 lần quay mật, trung bình một thùng ong thu được 6 kg mật một lần quay.
Giá mật ong dao động từ 80 đến 100.000 đồng 1 kg ong ngoại, từ 130 đến 160.000 đồng 1 kg ong ta. Trừ chi phí, các hộ nuôi ong lấy mật với quy mô lớn ở đây đều cho thu lãi trên 100 triệu đồng một hộ. Với mục tiêu đến năm 2020, giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 20 đến 30% giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Thời gian này, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung nhiều giải pháp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, hộ sản xuất tăng cường tích tụ dụng đất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, thời gian qua, Lương Tài đã triển khai xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao như sản xuất lúa theo quy trình Việt Gáp ở Quảng Phú, mô hình rau chuyên canh ứng dụng công nghệ cao gắn với sơ chế bảo quản ở Minh Tân, sản xuất hoa cao cấp trong nhà lưới, nhà kính ở Lôi Châu, xã An Thịnh, đồng thời thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, Lương Tài đã hình thành khoảng 20 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Xác định ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Thời gian tới, huyện chủ trương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một cách toàn diện, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 20 đến 30% giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Phấn đấu đưa giá trị trồng trọt trên 1 hectare canh tác đạt 180 triệu đồng 1 hectare trên năm vào cuối năm 2018 này. Xác định hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên. Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp hội hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đến nay, Hội Phụ nữ tỉnh đang quản lý gần 845 tỷ đồng với hơn 35.000 hộ vay từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội và trên 1.000 tỷ đồng cho hơn 12.000 hộ vay từ nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thông qua nguồn vốn vay kết hợp với nguồn vốn gia đình và kiến thức học tập được, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Ngoài ra, các cấp hội trong tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và nhân rộng phong trào phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng người dân sử dụng kích điện đánh thủy sản trái phép đang diễn ra ngang nhiên ở nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình, gây bức xúc trong dư luận, đe dọa đến an toàn tính mạng con người cũng như hủy diệt môi trường sinh thái. Mặc dù đã bị pháp luật nghiêm cấm và bị các lực lượng chức năng xử lý, nhưng hiện nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh, tình trạng một số người dân sử dụng sung điện đánh bắt cá vẫn diễn ra khá rầm rộ, khiến nguồn lợi thủy sản đứng trước nguy cơ bị cạn kiệt và đe dọa trực tiếp tới tính mạng người đánh bắt. Với cách đánh bắt này, họ không chỉ đánh bắt trên các cánh đồng mà còn tận diệt vào cả các ao hồ, mương máng trong các khu dân cư. Tất cả các sinh vật ở dưới nước nằm trong bán kính từ 1,5 đến 2 mét đều bị hủy diệt, trong đó bao gồm toàn bộ cá con, trứng cá hay sinh vật phù du, làm cho nguồn lợi thủy sản không thể tái tạo, dẫn đến sụt giảm nhanh chóng số lượng các loài thủy sản, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng cần chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền cơ sở, tuyên truyền vận động và tăng cường việc truy quét, xử phạt nghiêm các đối tượng đã và đang sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Nam tổng kết cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm học 2017-2018. Tham gia cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm học 2017-2018 có 30 trường mầm non xuất sắc được chọn lọc từ các trường mầm non trong toàn tỉnh. Đến với cuộc thi, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc những quy định theo đúng kế hoạch và quy định của ban tổ chức. Tất cả những sản phẩm được làm từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, bằng sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã mang đến cuộc thi nhiều hoạt động hấp dẫn, sinh động, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non. Hầu hết các sản phẩm đều đảm bảo được tính giáo dục, tính sáng tạo, tính thực tiễn, khoa học, đảm bảo an toàn, vệ sinh, bền và đẹp, có giá trị sử dụng cao, thuận tiện trong quá trình sử dụng. Có thể nói, cuộc thi đã trở thành ngày hội để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, giúp nhau có cơ hội được học tập. Tại buổi tổng kết,
ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba cho các trường có thành tích xuất sắc. Năm nay là năm thứ 3 kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh để đáp ứng yêu cầu đổi mới thi cử chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ở thời điểm hiện nay, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông chủ động chuẩn bị các điều kiện, trong đó có việc tổ chức ôn tập, phân luồng giáo dục, hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng dự thi. Trên tinh thần quán triệt của ban giám hiệu nhà trường, dưới sự tuyên truyền hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm, các em học sinh lớp 12 đã tập trung nghiên cứu lựa chọn khối thi, trường thi phù hợp với khả năng, niềm đam mê tương lai ngành học, đồng thời điền chính xác những thông tin ký hiệu mã trường, mã ngành, mã tổ hợp, tránh sai sót kỹ thuật không đáng có xảy ra. Bên cạnh việc tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng khối thi, ở thời điểm hiện nay, các nhà trường cũng đang chạy đua với thời gian tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức cho học sinh. Năm nay, chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo là tiếp tục đổi mới thi cử, đề ra theo hướng mở, đặc biệt với những môn khoa học xã hội, phổ biến, kiến thức rộng rãi, bài thi không chỉ giới hạn trong sách giáo khoa lớp 12 mà cả lớp 11, nên việc chủ động tổ chức ôn tập cho học sinh là điều kiện quan trọng giúp các em có lượng kiến thức phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6. Cùng với việc tổ chức ôn tập cho học sinh, thời gian đăng ký dự thi sẽ kéo dài đến hết 20 tháng 4. Mặc dù quy chế tuyển sinh không hạn chế số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng, nhưng ngành Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh cũng lưu ý thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng từng nguyện vọng thứ tự ưu tiên trước khi đăng ký dự thi, làm sao đảm bảo nguyện vọng đăng ký phù hợp với năng lực sở trường của bản thân, tránh những thay đổi thiệt thòi đáng tiếc xảy ra. Trên địa bàn huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, hiện có 26 trường trung học cơ sở, 5 trường trung học phổ thông, 21 trung tâm học tập cộng đồng, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp. Những năm qua, công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở ở huyện đã góp phần củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, hướng nghiệp gắn với dạy nghề cho học sinh. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, hiện trên địa bàn huyện Trực Ninh đã có nhiều học sinh được đào tạo tại trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghiệp Nam Định. Năm học 2017-2018, riêng trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghiệp Nam Định đào tạo 450 học sinh trung học phổ thông vừa học văn hóa, vừa học các nghề như hàn, cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, điện công nghiệp, điện dân dụng, may và thiết kế thời trang, kỹ thuật điêu khắc gỗ, kế toán doanh nghiệp. Do làm tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh đỗ vào trung học phổ thông của huyện Trực Ninh đạt khoảng 68%, giải quyết tốt tình trạng khó khăn về hướng nghiệp, dạy nghề, tạo cơ hội học tập phù hợp, hiệu quả theo nguyện vọng, nhu cầu của học sinh. Thực hiện chủ trương xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, vừa qua thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn cao áp trong các khu dân cư. Hiện nay, trên 5.000 mét của nhiều tuyến đường trong các khu dân cư ở thị trấn Trần Cao đã được lắp đặt 155 trụ đèn LED loại 100 W. Đây là loại đèn có tuổi thọ lên đến 50.000 giờ, cao hơn gấp 5 lần và tiết kiệm điện lên đến 60% so với đèn sợi đốt truyền thống. Các cột đèn được thiết kế thẩm mỹ, tạo vẻ mỹ quan cho toàn tuyến đường. Tổng kinh phí lắp đặt là 5,6 tỷ đồng, được đầu tư từ ngân sách thị trấn. Các tuyến đường có hệ thống chiếu sáng góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư và mang lại nét văn minh cho đô thị mới. Theo kế hoạch, đến hết năm 2018, thị trấn Trần Cao tiếp tục lắp đặt 6.500 mét đường với 160 cột đèn, hoàn thành 100% tuyến đường có hệ thống chiếu sáng. Trước thực trạng cháy nổ gia tăng trên phạm vi cả nước, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ các địa phương trong tỉnh tổ chức kiểm tra 100% công trình nhà cao tầng, tòa nhà chung cư trên địa bàn toàn tỉnh. Đợt tổng kiểm tra nhằm thực hiện theo quyết định 817 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông qua công tác kiểm tra, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh cùng các địa phương nghiêm túc đánh giá thực trạng mức độ nguy hiểm về cháy nổ của các chung cư, nhà cao tầng nhằm đưa ra những biện pháp quản lý công tác phòng cháy chữa cháy có hiệu quả, tập trung hướng dẫn các cơ sở tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phát hiện tồn tại thiếu sót bất cập về công tác phòng cháy chữa cháy để kiến nghị các biện pháp, giải pháp nhằm ngăn chặn khắc phục nguy cơ dẫn đến cháy nổ, nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình sinh hoạt,
đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cán bộ, công nhân viên, người dân sinh hoạt làm việc tại các chung cư, nhà cao tầng, điều kiện an toàn và việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy của các cơ sở. Qua đó, công bố danh sách chung cư, nhà cao tầng chưa thành lập ban quản lý, ban quản trị và không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung yêu cầu kiến nghị về an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như vi phạm trong đầu tư xây dựng. Trong trường hợp cần thiết, sẽ thông tin định kỳ tình trạng chung cư trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian lắng xuống, thời gian gần đây, tình trạng mất cắp tiền công đức và cổ vật trong các chùa lại rộ lên ở nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình. Sóng lên hồi chuông cảnh báo trong việc trông coi các di tích hiện nay. Ngôi đền chính Bình Ngọc của xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ vừa bị bọn trộm cắt toàn bộ khóa cửa và khóa hòm công đức, lấy đi toàn bộ tiền công đức vào ngày 21 tháng 3 vừa qua. Ngay sau khi phát hiện, nhà đền đã báo với chính quyền địa phương trình báo công an huyện Quỳnh Phụ. Sau khi chính quyền địa phương đến đầy đủ mọi người thì chúng tôi mới tổ chức vào trong, chứ chúng tôi không vào trong ngay từ đầu. Thế khi vào trong thì thấy cái hiện tượng là tất cả các khoản công đức bị cắt khóa và đổ tiền ra. Công an huyện Quỳnh Phụ đã lập chuyên án đấu tranh và kịp thời bắt được 4 đối tượng gồm Hoàng Ngọc Triều, Hoàng Minh Tân, Phạm Văn Phúc và Lương Quang Hưng đều quê huyện Quỳnh Phụ. Trong quá trình đấu tranh, nhóm đối tượng này khai nhận từ Tết Nguyên đán đến nay đã gây ra 9 vụ trộm cắp hòm công đức và các đồ thờ tự khác tại các đình, đền, chùa, miếu trên địa bàn huyện. Đây chỉ là một trong nhiều vụ án mà lực lượng công an đã điều tra làm rõ. Còn thực tế thì việc mất cắp đồ thờ cúng và tiền công đức trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp trong mùa lễ hội. Mặc dù các xã cũng bố trí lực lượng tuần tra vào ban đêm, nhưng số di tích trên địa bàn tương đối nhiều, mà đa phần các xã thị trấn giao cho các cụ cao tuổi, thủ từ, thủ nhang hoặc sư trụ trì trông coi. Hơn nữa, xuất phát từ sự chủ quan của người dân, vốn coi nơi thờ tự là chốn linh thiêng không ai dám lấy. Đây chính là điều kiện cho bọn bất lương ra tay. Cạnh đó, các di tích lịch sử văn hóa thường được xây dựng đã lâu, nên độ an toàn từ các cổng, cửa, hàng rào, ổ khóa thường không đảm bảo. Sau vấn đề đó, cấp ủy cũng đã có cái nghị quyết chuyên đề giao cho lực lượng công an là xây dựng các cái lịch tuần tra để làm sao hạn chế cái mức thấp nhất. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành thì điều quan trọng hơn là mọi người dân và chính quyền các địa phương cần phải nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ đồ thờ tự bằng các biện pháp cụ thể như gia cố cửa, tường rào bảo vệ, lắp đặt hệ thống camera giám sát và cảnh báo cắt cử người canh gác bảo vệ thường xuyên. Những năm qua, Hội Nông dân xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có nhiều việc làm thiết thực trong công tác vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Thấy rõ được hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường trong những năm qua, Hội Nông dân xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia giữ gìn môi trường trên đồng ruộng và trong cộng đồng khu dân cư thông qua tập huấn kiến thức, phổ biến các văn bản liên quan, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và lồng ghép truyền thông về bảo vệ môi trường cho hội viên. Hội Nông dân là một trong những cái hội đoàn thể mà có số hội viên đông nhất trong các cái hội đoàn thể. Thế thì căn cứ vào cái số lượng hội viên thì lãnh đạo Đảng ủy ban xã chúng tôi đã tiến hành họp với ban thường vụ, thì ban chấp hành Hội Nông dân, thế là tiến hành triển khai như vậy là cho các cái chi hội tuyên truyền đối với lại các cái hội viên của Hội Nông dân trong các cái chi hội. Tự các cái hội viên của các chi hội sẽ đảm bảo cái vệ sinh môi trường của gia đình nhà mình trong cái việc là thu gom rồi phân loại rác. Thế và như vậy hàng tuần ấy thì là Hội Nông dân cũng tiến hành kết hợp với Hội Phụ nữ tiến hành cái ngày thứ bảy xanh cùng các cái hội đoàn thể để dọn vệ sinh môi trường cho trong cái khu vực toàn xã. Phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường ở Nam Tân đã và đang lan tỏa, thu hút hội viên tự nguyện tham gia, góp phần không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thời gian gần đây, nhiều điểm tập kết rác thải trên địa bàn thị trấn Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đặt gần khu dân cư gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Điểm tập kết rác này được đặt ở ngay gần đường quốc lộ 38B, gần Ủy ban Nhân dân huyện, nơi có mật độ dân số đông và phương tiện đi lại nhiều, gây mất mỹ quan đô thị, rác thải rơi vương vãi khắp nơi. Có những điểm tập kết xe rác để không hết ứ lại phát sinh, ruồi bọ bốc mùi hôi thối trước cửa nhà dân.
nhiều hộ dân còn thường xuyên phải tự đi dọn dẹp vì giòi bọ, ruồi nhặng bay cả vào trong nhà. Cửa nhà luôn đóng vì mùi hôi thối bốc lên, nhất là vào những ngày nắng nóng. Các hộ dân ở đây đã nhiều lần đề nghị di rời điểm tập kết ra xa khu dân cư, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý, khiến cho nhân dân bức xúc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.